Trong một thông báo hiếm hoi, quân đội Mỹ xác nhận một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đã đến Trung Đông, đưa ra thông điệp răn đe các đối thủ trong khu vực. Hôm 5 tháng 11 thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CNTCOM, cho biết một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đang đi vào khu vực. Một bức ảnh được đăng kèm theo thông báo cho thấy tàu ngầm Mỹ đang hoạt động ở kênh đào Suez phía đông bắc Cairo, Ai Cập. Theo hãng tin CNN, việc công bố hành trình hoặc hoạt động của hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo dẫn đường là động thái cực kỳ hiếm hoi. Bên cạnh các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom chiến lược, các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân là một phần của bộ ba hạt nhân của Mỹ, hoạt động gần như hoàn toàn bí mật. Chiếc tàu ngầm chưa được nêu tên, tham gia cùng một số khí tài khác của Hải quân Mỹ đã có mặt trong khu vực, bao gồm hai nhóm tấn công tàu sân bay và một nhóm đổ bộ. Hôm 6 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant. Ngoài việc nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza, ông Austin cho biết Mỹ cam kết ngăn chặn bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào đang tìm cách leo thang cuộc xung đột này. Phát biểu được cho ám chỉ Iran và phong trào Hezbollah ở Lebanon. Đáng chú ý, thông báo về tàu ngầm tên lửa dẫn đường Mỹ tới khu vực được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du Trung Đông. Chuyến đi ngoại giao chớp nhoáng của Ngoại trưởng Mỹ Blinken bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 tới Israel. Sau đó ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ả Rập vào ngày 4 tháng 11 tại Jordan. Ông cũng đã gặp Tổng thống chính quyền Palestine vào 5 tháng 11 tại Ramallah, thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang của người định cư ở bờ Tây. Sau đó, ông Blinken có chuyến thăm không báo trước tới Iraq. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Thủ tướng Iraq Mohamed al-Sudani ở Baghdad trong hơn một giờ và tiết lộ cuộc gặp rất hiệu quả. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc đảm bảo xung đột ở Gaza không lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn. Đó là mối quan ngại chính của Mỹ. Quốc gia đã nhiều lần cảnh báo các đối thủ của Israel không được lợi dụng cuộc giao tranh với Hamas để phát động một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Hiện Ngoại trưởng Mỹ đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến công du. Ở diễn biến liên quan, hôm 5 tháng 11, Gaza ghi nhận tình trạng mất liên lạc viễn thông lần thứ 3 trong cuộc chiến Israel-Hamas trong lúc quân đội Israel tuyên bố đã bao vây thành phố Gaza và cắt đôi giải đất này. Giờ đây nơi này chia làm phía Bắc Gaza và phía Nam Gaza, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari. Truyền thông Israel đưa tin quân đội dự kiến sẽ tiến vào thành phố Gaza trong vòng 48 giờ tiếp theo. Các vụ nổ mạnh được nhìn thấy ở phía Bắc Gaza sau khi màn đêm buông xuống. Hệ thống viễn thông gián đoạn trên khắp Gaza khiến việc truyền tải thông tin chi tiết về giai đoạn mới của cuộc tấn công quân sự càng trở nên phức tạp hơn. Người phát ngôn của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA, bà Juliet Tuma, nói với hãng tin AP, chúng tôi đã mất liên lạc với đại đa số thành viên nhóm UNRWA. Lần gián đoạn viễn thông đầu tiên ở Gaza kéo dài 36 giờ và lần thứ hai kéo dài vài giờ. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, rất quan ngại về các báo cáo mất liên lạc viễn thông ở Gaza. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi, không có kết nối Internet, những người cần chăm sóc y tế không thể ngay lập tức liên hệ với bệnh viện và xe cứu thương. Tất cả các kênh liên lạc phải được khôi phục ngay lập tức. Theo bình luận của tờ The National, UAE, ngày 5 tháng 11, Israel đã huy động một lực lượng lớn gấp 10 lần Hamas, nhưng quân đội nước này vẫn đang gặp khó khăn trong các cuộc giao tranh trực tiếp ở Gaza. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã xuất hiện trên bầu trời Gaza ngày 5 tháng 11 và tham gia cùng các lực lượng khác tấn công khoảng 12.000 mục tiêu ở giải đất ven biển đông dân cư trên. Trong khi đó, việc triển khai quy mô lớn xe tăng và bộ binh Israel trên bộ trong một chiến lược rõ ràng nhằm tấn công áp đảo lực lượng Hamas trên địa hình đô thị dày đặc cơ sở hạ tầng nhà cửa và đường hầm. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari xác nhận lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn ở Gaza vào tối 5 tháng 11, trong khi các đơn vị trên bộ đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza, cắt liên lạc của vùng đất này với bên ngoài khi các dịch vụ viễn thông ngừng hoạt động. Israel dường như đang theo đuổi chiến lược kêu gọi dân thường di tản về phía nam, khi nước này thực hiện các cuộc tấn công ném bom dữ dội và một cuộc tấn công trên bộ lớn ở phía bắc nơi có thành phố Gaza, mà Israel cho là có mạng lưới công sự và hầm ngầm rộng khắp. Trong một dấu hiệu cho thấy trận chiến ở Gaza có thể kéo dài nhiều tháng, lực lượng Israel đã báo cáo thương vong, gần 30 người chết và nhiều người khác bị thương tính đến ngày 5 tháng 11 kể từ khi chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu. Theo phân tích của quân đội Israel, qua các cuộc giao tranh trực diện ở trên bộ, lực lượng Hamas muốn thăm dò và đánh giá hỏa lực của Israel, trong khi lực lượng chính của Hamas sẵn sàng đối đầu với họ ở thành phố Gaza.
Tuần trước, Hamas đã đăng tải video về các cuộc tấn công vào xe tăng, máy ủi và xe bọc thép chở quân Merkava của Israel. Hầu hết các cuộc tấn công đều được ghi lại ở những nơi dường như là bụi rậm và cồn cát gần các cộng đồng chính ở Gaza. Nhưng trong một loạt video ngày 5 tháng 11, các tay súng Hamas đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những phương tiện của Israel bằng lựu đạn và tên lửa ở cự ly gần. Xe tăng Merkava 4 được các nhà phân tích cho là một trong những phương tiện bọc thép hạng nặng nhất trên thế giới, nhưng một chiếc xe tăng loại này đã bị vô hiệu hóa ở cự ly gần do một tay súng Hamas đặt bom vào thân phương tiện. Những chiến thuật có độ rủi ro cao như vậy cho thấy quân đội Israel sẽ phải đối mặt với một trận chiến thậm chí còn phức tạp hơn ở phía trước trong mê cung thành phố Gaza, với các cuộc tấn công từ các tòa nhà cao tầng cũng như từ các đường hầm dưới lòng đất. Theo phân tích của chuyên gia Michael Nye thuộc Viện Washington về chính sách cận đông, thành phố Gaza có khoảng 60 tòa nhà cao trên 6 tầng và lực lượng Israel sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ nhiều hướng. Để so sánh, Mosul, nơi lực lượng Iraq đã đối đầu trong trận chiến đẫm máu kéo dài 9 tháng chống IS, nhà nước Hồi giáo tự xưng, hầu như không có tòa nhà cao tầng nào, ông Nye lưu ý. Tóm lại, với nhiều tòa nhà ở Gaza, cứ điểm quan trọng trong tác chiến đô thị, quân đội Israel sẽ phải giao tranh cận chiến trong từng căn phòng, từng tòa nhà hoặc buộc phải san bằng hoàn toàn chúng bởi các cuộc không kích. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.